Chelsea vừa trải qua trận cầu nghẹt thở trước tân binh của giải Ngoại hạng Anh là Brentford sau 90 phút. Đoàn quân của huấn luyện viên Tuchel đã bảo toàn được tỷ số 1-0 dù bị đối thủ ép sân trong những phút cuối và chỉ thoát thua nhờ tài năng của thủ thành Mendy. Dẫu sao thì với 3 điểm mới có, Chelsea đã lấy được ngôi đầu Premier League để toàn tâm toàn ý hướng đến đấu trường C1, nơi họ chưa có được kết quả khả quan dù đang là đương kim vô địch sau hai vòng đấu, đội bóng thành London mới chỉ có được 3 điểm và tạm xếp thứ hai ở bảng H, đứng sau đối thủ mà họ đã để thua trước đó là Juventus. Tất nhiên trong bảng đấu với những đối thủ yếu hơn nhiều thì cơ hội đi tiếp của The Blue là rất lớn mà trước mắt họ chính là Manmo. Đội bóng của Thụy Điển đang làm mưa làm gió tại giải quốc nội và đang dẫn đầu sau 23 vòng đấu, nhưng ở đấu trường C1 lại là một câu chuyện khác. Sau hai vòng thì Manmo đã để thua Juventus và Zenit qua đó đứng ở vị trí cuối bảng H. Đáng chú ý là đội bóng này thường để thua rất đậm và chưa có bàn thắng nào tại Champions League năm nay. Có lẽ Chelsea sẽ không bỏ qua cơ hội này, đặc biệt là họ sẽ được chơi tại Stamford Bridge với đội hình mạnh nhất. Rất nhiều nhân tố quan trọng đã được huấn luyện viên Tuchel cho nghỉ ngơi ở trận gặp Brentford cuối tuần qua. Và các cổ động viên của Chelsea sẽ đón chào sự trở lại của Jorginho, Kovacic và Alonso ở trận đấu tới. Trên hàng công, Lukaku vẫn là cái tên mà Man Mo sẽ phải đặc biệt chú ý bởi họ là đội bóng có hàng phòng ngự rất tồi chơi với sơ đồ 3-5-2 nhưng bộ ba trung vệ Larson, Nielsen và Broxson của đội khách đã cho thấy sự kém cỏi tại đấu trường châu Âu khi đã để thủng lưới 7 bàn chỉ sau có 2 vòng đấu. Chelsea và Manmo đã từng gặp nhau hai lần trong quá khứ và đó là vòng 1/16 Europa League nơi The Blue đã giành thắng lợi chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận. Tuy nhiên nếu để nói về phong độ thì cả hai đội đều đang có thành tích như nhau khi cùng thắng 3 và thua 2 ở 5 trận đấu gần đây. Ở trận này, Chelsea chấp man mô 2 1 phần 2. Có thể nói huấn luyện viên Tuchel đã tính toán rất kỹ cho trận đấu này. Ông muốn giải quyết nhanh các đối thủ yếu, dành tối đa điểm số để có thể tập trung cho đấu trường giải ngoại hạng. Khi lịch thi đấu của Chelsea là khá dày đặc, mọi con số đều đang nghiêng về The Blue và nhà đương kim vô địch sẽ không khó để vượt qua kèo chấp này. Tỷ lệ tài xỉu của trận này là 3 1 phần 4. Nhiều khả năng thì đây sẽ là trận đấu có thế trận một chiều và khả năng man mua chọc thủng lưới Chelsea là rất khó, trong khi đó thì để bảo toàn lực lượng. dầu Blue cũng không cần thiết phải thắng quá đậm bởi trong tháng 11 thì họ sẽ phải lần lượt đón tiếp Leicester, Juventus và Manchester United. Dự đoán của thể thao văn hóa Chelsea sẽ đánh bại Manmo với tỷ số 3-0.